Bạch Tĩnh ngoại tình thuê gái làng chơi dụ dỗ chồng, kết cục bị tiễn lên trời bởi 13 nhát dao. Xinh đẹp, sự nghiệp diễn xuất suôn sẻ nhưng bi kịch tình yêu vẫn đến với Bạch Tĩnh. Nữ diễn viên từng bị chồng xuống tay vì ngoại tình với bạn thân và chiếm đoạt tài sản. Bạch Tĩnh sinh năm 1983 tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, từ nhỏ đã sở hữu nhan sắc lay động lòng người. Mặc dù gia đình không phải thuộc dạng có điều kiện, nhưng cha mẹ cô coi cô như bảo bối, luôn tạo mọi điều kiện cho con gái theo học các lớp nghệ thuật như bạn bè cùng trang lứa. Đối với kỳ vọng và sự đầu tư từ cha mẹ, năm 12 tuổi, Bạch Tĩnh được nhận vào đoàn văn nghệ của trường nghệ thuật và được đào tạo bài bản về chuyên môn. Trong trường, cô là người luôn nổi bật về nhan sắc lẫn thành tích, được giáo viên đặt nhiều kỳ vọng. Năm 2002, Bạch Tĩnh trúng tuyển thành công vào Học viện Hí kịch Trung ương và trở thành bạn cùng lớp với Đường Yên và Bạch Bách Hà. Trong thời gian học ở trường, Bạch Tĩnh có nhiều thành tích xuất sắc và giành được học bổng hàng năm. Sau 4 năm miệt mài, cô thuận lợi tốt nghiệp và gia nhập Nhà hát nghệ thuật thiếu nhi Trung Quốc với tư cách diễn viên. Năm 2005, Bạch Tĩnh tham gia quay bộ phim Cảm xúc và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sau đó, tác phẩm truyền hình Huyết sắc tương Tây đóng vai trò thay đổi cuộc đời cô. Bạch Tĩnh ngay lập tức trở thành gương mặt được truyền thông săn đón, nhanh chóng trở thành nữ thần màn ảnh. Sau đó, Bạch Tĩnh đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Ăn khách Cung Phu Vịnh Xuân. Sau khi phim phát sóng, giới truyền thông thậm chí còn gọi cô là người kế vị Dương Tử Quỳnh. Năm đó, cô cũng bái con trai Diệp Vấn là Diệp Chuẩn làm thầy của mình. Năm 2009, cô hợp tác với bạn học cùng lớp là Văn Chương trong bộ phim Walk and See. Vào tháng 10, với bộ phim điện ảnh dựa trên nhân vật truyền kỳ Người Sắt, Bạch Tĩnh được đề cử Liên hoan phim Bách Hoa và Kim Kê Trung Quốc lần thứ 19. Bạch Tĩnh có sự nghiệp sáng chói nhưng đời sống tình cảm không thuận lợi. Cô kết hôn sớm giống như người bạn cùng lớp Bạch Bách Hà. Bạch Bách Hà kết hôn với Trần Vũ Phàm, một nhạc sĩ tài năng, còn Bạch Tĩnh thì trao tình cảm cho đại gia giàu có Châu Thành Hải. Bạch Tĩnh quen chồng cô Châu Thành Hải khi đang học đại học năm thứ 3. Khi đó, Châu Chính Hải là một ông chủ tiếng tăm. Anh lớn hơn Bạch Tĩnh 18 tuổi, từng kết hôn và có một con trai lớn. Say đắm vẻ đẹp của mỹ nhân họ Bạch, Châu Thành Hải quyết tâm theo đuổi. Anh chăm sóc yêu thương Bạch Tĩnh và cố gắng hết sức để hỗ trợ sự nghiệp của người mình yêu. Bạch Tĩnh khi đó không cưỡng lại được sự quan tâm của vị đại gia này. Cô mềm lòng và trở thành kẻ thứ ba chen vào hôn nhân gia đình người khác. Sau khi Bạch Tĩnh tốt nghiệp đại học, Châu Thành Hải ly hôn và nhanh chóng cầu hôn cô. Dù bị mẹ phản đối kịch liệt vì không môn đăng hộ đối, Châu Thành Hải vẫn bất chấp tất cả để cưới bằng được người đẹp. Tuy nhiên không ngờ rằng sự ngọt ngào này chỉ kéo dài được 2 năm thì đổ vỡ. Châu Thành Hải rơi vào tình trạng kinh tế sa sút, làm ăn thua lỗ. Từ đó thái độ của vị đại gia này dành cho Bạch Tĩnh cũng dần dần thay đổi, không còn mặn nồng như trước. Bạch Tĩnh khi đó được chẩn đoán đã bị nhiễm virus HPV nặng và phải nhập viện phẫu thuật. Trong suốt quá trình nằm viện điều trị, Bạch Tĩnh không ngờ rằng chồng mình đã ngoại tình với người khác. Quá thất vọng và tức giận, cô rời khỏi nhà chung về nhà mẹ đẻ. Biết hai vợ chồng Bạch Tĩnh rạn nứt, bạn thân của Châu Thành Hải cũng là bạn của cô là Kiều Vũ nhân cơ hội chen vào. Bạch Tĩnh lúc này như hoàn toàn mất đi lý trí. Tuy vẫn còn duy trì quan hệ hôn nhân với Châu Thành Hải, nhưng cô và Kiều Vũ đã nảy sinh quan hệ yêu đương. Dưới sự xúi dục của Kiều Vũ, Bạch Tĩnh muốn ly hôn nhưng Châu Thành Hải không đồng ý. Chính vì vậy, Kiều Vũ và Bạch Tĩnh đã lên kế hoạch đưa Châu Thành Hải vào bẫy để sớm được ly hôn. Kiều Vũ rủ Châu Thành Hải tới Hàng Châu để bàn chuyện làm ăn, sau đó gọi gái mại dâm đến để phục vụ bản thân và chụp ảnh lại gửi cho Bạch Tĩnh để làm bằng chứng chồng ngoại tình. Lúc này mẹ chồng của cô đang nằm bệnh viện, Bạch Tĩnh vội vàng chạy đến làm ầm ĩ, thậm chí còn xảy ra xô xát ngay tại đó. Điều này khiến mẹ Châu Thành Hải bệnh tình thêm trầm trọng và qua đời chỉ vài ngày sau đó. Con trai tôi đã phạm sai lầm lớn, tôi không có lời nào bênh vực, chỉ mong mọi người hãy hiểu rằng nó không phải là kẻ độc ác vô nhân tính, bà khóc nói. Châu Thành Hải sau tất cả đã suy nghĩ lại những sự việc xảy ra từ trước đó, cho rằng Bạch Tĩnh không chỉ ngoại tình với bạn thân mà còn liên kết với người tình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh, thậm chí Bạch Tĩnh còn đưa ra điều kiện ly hôn là Châu Thành Hải phải đi khỏi nhà của họ. Điều này dẫn đến thảm kịch vô cùng đáng tiếc. Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2012, Châu Thành Hải đến nhà mẹ vợ với một con dao trên tay, hai người xảy ra cãi vã ngay trước cửa nhà. Đến giữa trưa khi Bạch Tĩnh tưởng rằng Châu Thành Hải đã đi rồi, cô liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay lúc cửa mở ra, Châu Thành Hải đã tác động vật lý Bạch Tĩnh tổng cộng 13 nhát dao khiến cô qua đời tại chỗ. Châu Thành Hải tiếp đó cũng tự kết thúc đời mình theo, dẫn đến thảm kịch ập xuống hai bên gia đình. Trong khi đó, Kiều Vũ, tình nhân của nữ diễn viên lừa dối chồng cũng lĩnh án 11 năm tù. Trong phiên sơ thẩm vào tháng 3 năm 2015, tòa tuyên Kiều Vũ 11 năm tù giam, anh này đệ đơn kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm vào sáng 23 tháng 8, tòa án một lần nữa giữ y bản án sơ thẩm, đồng thời tòa đưa ra mức phạt hành chính 2,36 triệu nhân dân tệ. Nguyên đơn gia đình Châu Thành Hải yêu cầu bồi thường 7,2 triệu nhân dân tệ. Nhưng những bằng chứng thu thập được không đủ để đưa ra con số này, bị cáo nhiều lần nhận tiền mặt không có giấy tờ trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2012. Tòa căn cứ vào giấy tờ ngân hàng chuyển khoản để xác minh con số bồi thường, đại diện tòa án nói. Theo đó, năm 2011, Kiều Vũ ngụy tạo việc kinh doanh bất động sản, mời gọi Châu Thành Hải đầu tư khu Bách Hóa. Số tiền doanh nhân chuyển khoản cho Kiều Vũ là 2,36 triệu nhân dân tệ. Kiều Vũ có trách nhiệm bồi thường số tiền trên cho gia đình nạn nhân, phía tòa cho hay. Đối với bản án này, dư luận lên tiếng đồng tình. Tuy nhiên, phía luật sư Kiều Vũ cho biết họ không phục quyết định. Câu chuyện tình ái giữa mỹ nhân đại gia đã tạo nên một bi kịch hiếm có trong làng giải trí, làm dậy sóng dư luận một thời gian dài.